Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, trôi trôi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày đại an giải đại cát, thanh đồng ngọc nguyễn con cùng bách gia trăm họ kỳ thi thắng tiệc về bái yết cửa hoàng, để con xin phép tất cả bách gia trăm họ hôm nay đến đây dự đàn thì xin trật tự và lên yết là xin đừng nói chuyện, để vào chú tâm vào đại học Phật Thánh để xin lộc cho bách gia trăm họ. Con xin một tràng vỗ tay ạ. A Di Đà Phật. Tầng phòng chư thân sẽ loan nghi hùng ứng về vân cát thôn quê đất phủ dày, vân cát thôn quê nghĩa hướng thiên bản họ nhà đi
cải chân. Sa loan xa hồi cung đề nghị địa tiên na thịnh mời mẫu đề nghị địa tiên tích xưa hiền hoa trong đề sau thành sơn chốn đôi ta là nơi phố hát ta xin một màu gió mát đi chẳng thành thành xa xa để làm thanh tiên ta thịnh mời thanh mẫu đề ta sức dân long long bình mẫu bình đề sứ thoại A Di Đà Phật sư đỉnh chân lương phần khởi xung thiên thượng kinh đệ tử hiện tại hiện tại kim đô phong hoành các nhân quân đứng biển nạn thập phương đích nhật xa du biển nạn thiêu tai chi nam mô nhang vân cái bồ tát ma tát nam mô nhang vân cái bồ tát ma tát khai quang dòng nhang thập cờ chiều quang minh chiếu từ trung ngã tích đăng cung giảng kinh phục hoàng lân cận thánh chúa tiên trung loan thanh ca, có đánh chuyển ra được thành công, có đánh chuyển ra các quan tùy bộ cùng là chữ gì ngô bình đáo ngã ngã thành, đáo ngã ngã thành ngô bình đáo ngã ngã thành nghề chân đông dẹp bát nghề tung hoành mọi nơi đồng thời cửa tứ cửa đà. Loan thanh ca. Đời chân gì mở mang nam hải đức đệ tam ngài dòng dõi kim chi sát mã chi kỳ bảo phen sát mã chi kỳ đã đánh ngã khắp ngàn hay phạt sơn xa ra hồi hoài được thành viên vương cô đệ nhất tức mà vương là đất đi chậm chậm anh ngọc diệp danh danh kim chi ngọc diệp danh 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 thái sơ nhất phẩm phẩm mở tiền hành 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 xa ra hồi đề nghị đại hoàng tấu vương cô đề nghị đại hoàng thông minh chính trực trực ca đảm đang mọi người xa ra hồi cửa bể tờ mờ nhắc trông ra ngoài cửa bể tờ mờ tiếng nói cô bé con á cờ vua phong nơ nửng giang cây thoi ai tiếng thoi cô cửa suốt trèo lên xe ra hồi nằm ở hương đông hoa ngôi đền thờ nằm ở hương đông 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 đền thờ cậu bé ở ngoài cửa ông à, danh tiếng đồn cậu bé quận thôn hoa vua say cậu trông ở ngoài cửa đông xa loan thân ra hồi tam vị chúa mường dương văn tam vị chúa mường thỉnh mời chúa đệ nhất thượng thiên ngự về cổ chiêu đinh lý trần sắc phong thường đằng hiệu đệ tôi linh tây thiên tam đảo địa linh xa ra hồi nguyệt hồ sắc văn văn chúa nói sơn mạch mã là nơi quê nhà ai lên tới cao sơn mạch bạch mã hỏi thăm đền chùa ngự nơi nào hỏi thăm ngã kép đi vào
sườn đào cánh nghi thiên. Đứng đôi bên đấn sơ nghi phương múa, chắp hai hàng trầu chúa sơn trang cảnh nghiêng tiếng suối xiêu xa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lối đi cầu vinh hoa, Chúa đẹp như sao đầu trên chân hà. Trên non cao nào ai tới được, bởi thương đồng loạn xa Chúa về đây. Thương anh đồng họ nguyện loạn xa Chúa về đây. Mưa rừng sớm sớm sẽ mây đã bay về. Đền ông bảy hôm nay Chúa đón tiệc cho các thanh đồng hòa núi chờ mong. Mang bông thần mang nguyện hoa thái sắc.
sinh ra tiên nữ kỳ tài. Thank you.
hầu Chúa, độc đồng trời Chúa ban. Phút biến đi về nơi bàn cảnh xa cố hầu, cần đi mất vào giá trần gian bác nào điều hóa. Thank you.
cầu nhận nghe lối kịp cầu vinh hoa. Chúa bà đẹp như sao đầu trên thân hà. Chưa mới ban xa một phút hồi hộp để đã cả thàn tay ban cho tình đồng điều tiền tốt mùa dày. Thank you.
như thiên. Ai mà không biết Chúa cho tốn tiền mà thêm nó. Chúa về đồng chúa của dây chúa chiêu, làm mà cho như được thì chiều đầy các ghế đừng nay lắng lắng mai mưa, đừng như cái bầy con hồn nó chẳng chẳng mơ bầy lần. Sa
đôi mắt phường hoa cài là chân rất vầng trán xinh vẻ mặt rất xinh mùi giòn chúa thơm như đóa hoa hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con cao hơn khúc ma dặm trường, dân cứ vắng vẻ xóm mê làng thơ. Bên sườn núi nhà sàn là mây nước mà cầu thang mây nhẹ bước xúc dinh, còn bác kẻ dòng xã cầm cành. Phục bệnh đế đình thì tôn hoan, phục bệnh đế đình
sẽ ra hồi cùng quản cai thượng ngàn quan giám sát lại quản cai thống chi thiên địa cấp sai. Đệ tử Bình An phi cho đệ tử Bình An đa tài đa lộc.
hiền vinh đời đời phi do sức mạnh đôi đường. Sớ dâng lên đi trình quan lệ nhị ngài chép biên rõ ràng phi cho đệ tử bình an. Đệ tử bình an phi cho đệ tử bình an đã tại đa độc miêu hiển vinh đời đời phi cho sức mạnh đôi đường. Rõ ràng khi cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh khi cho đôi chữ trường sinh. Cửa nhà phú quý an ninh thọ trường khi cho sức mạnh đôi. Xuân cầu lộc mùa thu cầu tài hạ về tống cách trừ tài. Phục thịnh như lai điển khai khai thật như ước quang minh. Khai nghi thông tích khai cầu cầu văn thanh. Khai thị thị thông số khai túc long bộ hành dòng nhan thập ở diều quang minh.
không đâu bằng đền thờ quan giám sát lâm xa. Đã nô nhồi nước chảy chan chan đều ngủ tối có ai như vẽ đồi ngang uy danh lừng lẫy giang sơn
tôn quan đệ vẻ vang. Suối nhạc reo, suối nhạc reo hòa kỳ diêu diết, chim gọi bầy diêu diết non xanh, vắng vắng nghe thác rộn đầu bầy, các trống trống chim biết muôn mình là lượn quanh. Lọ xanh bát lẹ lẹ nhang thơm ngào ngạt bốn phương, dưới hương cùng với tình hương tuệ hương đích hạnh cùng dương kinh dân. Liên hoa ngũ sắc hào quang dập trời, nay đệ tử tôi đời gian tỏ tình quán đơn mài xa ngự đền chung hoa. Rằng yêu và bất nghi thông, quốc phù đệ tử tăng linh nghỉ thọ chưa. Quản tam giới, quản tam giới quyền hành sinh sát, lương càn khôn ngài hành quát trong tay. Cơm thừa thường đế xưa nay, quyền quan giám sát trước xây ngài tin. Số hội đồng một tay ai cầm giữ, số bảy người sinh từ xót ai, có phép xuất nhập trang tài, cắt xây hòa phúc quán cứu người tội công. Thịnh mời con thịnh mời hoàng đế tinh quân, hiếu ông đề nghị thần đồng nãy giáng sinh. Khôn xưa ông ngự tiên đêm ngày coi sóc ở trong tố già thái tử đề tam phong tôn thần cùng uy quanh cổ tòa lạnh giang chân đinh tử. Quan đơn chân trên tay tại xa quy tụ bốn phương người xa chân chân chính thì thương ngài tâm cân đa đầy mừng sửa sang ý nghĩa việc gọi
một tuần nhang long thành thắp một tuần nhang tấu về thì phủ tạc ban tắc hòa thiên đình chân lên riêng ta văn sớ dâng lên ngày lành văn sớ dâng lên quan hệ tấu đôi xét yên rõ ràng về cho hai chữ trường sinh phục thị như lai điện hai khai thật nhớ nhớ quang minh khai nghĩ nghĩ thông thiên khai khẩu khẩu văn thành khai tỷ tỷ thông số khai túc long bộ hành long nhan thập ở diệu quang minh chiếu mã văn bốn hồ phục rõ ràng rất uy nghi
dâng nước về thi quốc Nga một khi. Ngày chuyện quân lấy ngọc làm nữ nghi, cồn cồn dâng nước phép thì không ai. Chạy chạy qua xứ bờ chống cầm cánh, chống cầm cánh chim vang lại ngòi đốt say hoàng chim nối giữa muôn đức thua cha ngự thấy nguồn phán truyền hoàng tử để tam con vào châu. Một tay hoàng tử đệ tam cứu sinh cũng lắm tài sản hoàn rất nhiều. Chiêng kêu cả Phật cả trong dòng tiền mẹ xuyên ngược giữa dòng quan âm. Ngư giả lâu, ngư giả lâu phán đòi là nhân thế, sai quan đến cứu trợ chân thế gian. Có một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng lắm ngày dài oan cũng nhiều. Chỉ giảng tân, chỉ giảng tân dành lời ta sợ bắt. Anh vâng 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 chiếu sáng tam minh, ngài con vua thủy quốc đông đình, đệ tam thái tử giáng sinh trong đền sông. Dòng quân lượn chiếu càn khôn na khí thượng tử na địa đình na thiên giáng kỳ tài anh hùng giáng thế xét loài sầm lâm. Luật võ thuật tài nào sáng sánh gió văn tài chung chính ai đáng xích đằng cho chí lạnh giang quy sanh quan tướng xây cang mà thắp cùng nổi trong đồng bà nổi trong đồng bà quân như dòng già chuyện thủy bình các ngã tiên phong hoa bộ binh thì mã tiến công hải hoa hiệu lệnh giáp vòng cổ. Sáng ở tòa tin cung thành ra
hồi cung. Chính quan quê nhà đến đến Giang, chính quan quê nhà sánh Nam phủ tiếng một hòa vui cao. Cứ các cửa sông mà đâu đó phục phục thờ Đình Giang thiết lập ngôi đền thờ quan đơn đi tuần tranh. Thank you.
lâm điện như thần cứu dân hộ quốc ông đơn đập công hàng đâu phê cho đôi chữ trường sinh đa tài đa độc hiển vinh đời đời phi cho sức mạnh đôi đường mùa xuân cầu lộc mùa thu cầu tài về tống cách trừ tai tay yên có dư 3000 tay yên có dư 900 đạo pháp 500 đạo bùa đạo lạy phật cùng truyền ban tấu đôi các nơi sớ văn tấu đôi các nơi tấu lên tam tứ phủ cõi rời từ tiên sơ dâng phật dưới thanh hiền sông xanh sông xanh trăng trăng nước ngọt một bánh tình lâm điền tung hoành oai tráng sĩ ngàn năm lưu đề dẫu anh linh qua bên sông 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 trái có nhiều người trang sứ tài xanh chỉ quan đơn quyền vời dù cho đổi sao sơ bên sông sông trái trái kia dù ngàn công công quan đơn tuần người mãi cỏ hỏi bên sông tranh mà thanh long đao bách chiến bao lần là ai sông tranh cất tiếng trả lời có quan đệ ngũ sang ngời chiến công có ở đâu giấy oan buộc trói mắc nợ đời mắc mờ đời phải tôi xó trắng cương thường ghi nhớ nong nong cương trong nào phải bị sắc bụi mơ
trừ thiên cơ trời xanh đã từng bước qua đi đã định chữ oan yêu ma thủy quái tà gian thùa xưa may trả đã cảm tác yêu mới đặt điều phu oan oan kết trả hiền người nam truyền bất đương chẳng đen đạo đồn khôn đường ai hay đạo lý thường mà đạo điên sự ngày gian khó bày cho tỏ chữ yếu chúng kiến cổ sáng cùng ai tỏ cùng ngôi tội danh đoạt mà hại người nữ đành cửu chung truyền đi kim khắc đầy yên hương chân đất đi lạng sơn cho rằng đoái tội chuồng công nào đâu nên cảnh cùng không ai giặc bắc phương mùa tà dục chung khiến đất trời phong phú đảo sương tàn gió đập triền biến lòng quân lão cũng chỉ hiền lũ linh thần tham quan phản nghịch tấu thời rằng tà tích đức vua chẳng tỏ ngày sát tư thấu thầm với giặc mà lối hoang động đường thiên lý đường thiên lý quan sát bờ hỏi chẳng già có tỏ chẳng ta hỏi chẳng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyệt não chữ người mới vì đâu hỏi cây cỏ sao mưa dầu dài lắm vật vật tốt tươi há ngại phong cỏ cây ơi có hiểu lòng ta sớm cùng thủy kiệt sướng xa lạnh thà là ác phi còn hơn sông nhục nước sông kỳ cùng nước sông kỳ cùng tắm ngọc cùng sơn kiên cùng theo hạt trăng non sông sông kỳ trong đục chảy ra đôi sông nước Việt Nam ta đang ngập ngùi thương nhớ quan thác đi không biết thua nào muôn dân con gặp hội cùng thuyền toàn dân thương tiếc một người hiền nước nhân quan vân sống với nhân dân ta đó muôn năm sau vẫn còn có quan tuần tuy ngày về với đức thánh nhân hôm nay khánh tiệc cùng văn thưa đôi mời quan vân sống quan đâu có thác nghe sử xanh còn vẫn chép lại từng trang quan phát ra cho tiếng đọc lời vàng vì dân quan để cho muôn vàn tình thương một con thuyền tích đường nghề công đức ma cuối xin quan ban phúc hà xa xin quan mở đường hải hà độ cho non nước nhà nhà được hưng long
con nguyện giữ lòng mà trong sáng, sám hối quan chẳng có sám tơn sai. Xin quan hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được bình an tháng ngày. Châu thôi lại trở ra đi cưỡi tướng lạnh khổ đến châu. Ra hồi Hoàng Triệu là con vua thứ hai đời đi thái tổ quảng cai trong triều. Xe ra hồi cùng đền rồng sớm mưa châu ba vui vẻ ngôi đền rồng ngày chơi phủ tiên đầu đầu châu đầy đất vào. Xe ra hồi thương an dân văn văn tiên thánh trên tàng đông đông ma khuôn tuấn quan châu ba xa đền hồ. Ở trên ngàn gió cuốn xuống cây
công chúa quyền hành núi to. Trầu xanh thơm đã có tiếng đồn sấm vang mặt bể, mưa luôn đầu anh ra tường là đôi mắt đi thường nóng nóng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lá mùa xuân. Ngôi đền thờ cháu bé trên ngà
cây xanh che phủ xóm nàng nơ thơ. Đường dọc núi quanh có trùng điệp mà nước sông thương cuồn cuộn lượn bao quanh ngôi đền thờ cao ngất ní lon xanh. Trên thời vườn hót thông reo dưới khe nước chảy xa chiều nghiêm trang nửa thường mây lắc nhà xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng mình cho thấy. Chiều thứ thân mến đôi
chọn lối này, đi chọn lối này thôi. Đôi núi, đôi núi bao xa, lên đàn châu hái bông hoa, hái hoa mang về đến đây. Biết bao thành đồng chờ bóng ban khen, biết bao thành hoa say hoa lạt, hoa cúc hoa lạt bông hoa nào cũng thơm. Kia là hoa say hoa lạt, hoa cúc hoa lạt bông hoa nào cũng xinh. Yeah.
châu được dịp ba dịp bảy ngồi trên vai quầy đặng đêm non tay thiết na hai hạ thiên tay tay điên kẻ lá điên này hai tay hai lòng cải tô dây cho đồn hà sẽ là ninh sĩ tốt đưa